Đây, cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm cái thân rồi này, cái cổ áo này các bạn nhé, cổ áo này. Còn đây là cái thân sau này, đây là thân trước này. Đó, nếu như bạn cắt muốn làm cái tay thường thì bạn thiết kế cái tay thường là bạn có thể may vào bình thường được rồi các bạn nhé. Còn bây giờ các bạn muốn cắt cái tay giác lăng thì bạn cắt ra, cắt hai cái vai này ra thôi. Đó, cổ thì vẫn bình thường các bạn nhé. Đây là thân trước và thân sau này. Đây là cái tay. Tay thường thì mình khỏi dạy các bạn rồi nhé, hướng dẫn các bạn. Tay thường thì các bạn nào cũng biết làm rồi, không thì bạn có thể lên xem cái video của áo sơ mi ấy, nó cũng giống nhau thôi. Các bạn dựng một đường thẳng cho mình trước. Cái này hơi mờ luôn. Ok. Bạn cứ làm thẳng một đường trước các bạn nhé. Đó. Đây là sau này. Đây là trước này, đó. Đây vai sau này. Đây vai trước này, khi bắt là như vậy, các bạn đúng nào? Đó và bung ra này, đó. Thì bên này mình để vai sau này, vai trước này, được chưa nào? Đó, sau này. Đó. Các bạn đánh dấu cho mình thôi. Đó, đánh dấu cho mình. Đó, các bạn đánh dấu cho mình. Còn lại các bạn bỏ ra nhé, không quan tâm nữa. Đó, chỉ lấy một cái vòng cổ của nó thôi. Dài tay của chúng ta là 65, đó, thì các bạn đo từ đây. Nhưng khi phải chết xuống dưới 50 ly nữa, rồi. Bạn chết cho mình khoảng 5 ly nhé, 5 ly. Tắt mình sẽ phân tích tại sao, bởi vì cái cổ nó còn phải vẽ rộng ra ngoài nữa, 65. Dài tay là 65 này, hoặc bạn lấy cái dài tay này sau cũng được, không quan trọng. Ok, bắp tay của chúng ta là 27, đo được là 27. Thì độ cử động của nó với bắp này bạn vải mà dạng ít thì tối đa bạn phải cộng 2 phân nữa một vòng. Đó. Không thì bạn bằng cộng bằng bắp chia cho 10 đi, cộng vào 2,7 nữa, là khoảng 2,7 nữa. 2,7 thì bằng 29,7. Bạn có thể làm tròn đến 30, có 3 ly thôi, 30 thì mỗi bên sẽ là 10 15 15. Đó. Bạn dựng một đoạn cho mình. Một đoạn thôi nhé, không cần nhiều. Đó. Bên này là 15 này, bên này là 15 này. Đó. Ok, vậy thì cái thân nách sau ấy, bạn lấy nách sau cho mình trước nhé. Lấy nách sau cho mình trước. Đó. Một là bạn đo cái này này. Bạn đo thẳng từ cái điểm nách này. 26.8. Suýt 27. Đó. Thì bạn đặt cân số 27 ở đây. Bạn xoay cái thước cho mình này. Đó. Khi nó đủ, bạn dừng lại cho mình. Đó. Dừng lại cho mình. Và kẻ một đường này ngang qua. Thẳng tuyệt đối các bạn nhé. Kéo ngang qua bên này. Đó. Bên này là trước, bên này là sau các bạn nhé. Đó. Bên trước này, bạn vào nách cho mình 3,5 cm. Vào 3,5. Đi lên là 2 cm cho mình. Lên là 2 cm. Đó. Bên 2 cm nhé. Nách sau, nách trước vào 3,5 thì nách sau bạn vào cho mình 2,5 thôi, ít hơn. Vào 2,5. Và đi lên cũng là 2 cm. Bạn nối từ điểm 2 cm này nối với cái cổ sau này. Đó. Bạn vẽ cong nhẹ ở đây cho mình. Đó. Và cái phần từ cổ này tới đây bạn chia làm 2 phần cho mình, đánh cong lên cho mình 1/2. Bởi vì cái xô phía sau này rất là đầy thịt, bạn đánh cong lên cho mình để mặc cho nó thoải mái một tí. Đó, 1/2 cho mình, để lên cho mình 1,2. Đó. Còn thân trước này, bạn cũng vẽ cái cong vào cho mình. Đó. Và nối cái này lên đây. Nhưng mà thông thường cái thân trước của bạn ấy đã chít cái ly này lại rồi. Đó. Hoặc là hay nói cách là thân sau bạn hạ nách nhiều hơn. Đó. Thì nó sẽ sâu hơn, thì giờ bạn phải đo cái này chính xác. 23.5. Thì bạn đo từ đây đây xem đủ 23.5 hay không? Ăn đầu từ đây 23.5 các bạn nhé. Đó. Thì nó hơi dư này các bạn nhé. Đó, nó hơi dư. Thì bây giờ cái phần này này, bạn đo từ đây cho mình này là 4 phân. Bạn lấy cho mình thêm một đoạn 4 phân thẳng như vậy để xem cái điểm rơi nó nằm ở đâu nhé. 23.5. Đó. Nó sẽ nằm ở đây. Hoặc là bạn có thể lệch ngược cái nách của bạn đo thế này cũng được. Đó. Được không nào? Đó, nó nằm ở đây. Thì bạn nối từ điểm này tới điểm này. Nó sẽ xê dịch đối với ban đầu nó khoảng là
khoảng gần một phân. Bây giờ bạn vẽ cổ này, điểm này với điểm này. Đó, thì cổ bạn phải nó chích sự nó sâu xuống hơn khoảng 0,5 ly. Đó, sâu hơn phải 0,5 ly. Đó, sẽ như thế này. Đấy, cái dài tay này mình đã lấy xuống 5 ly rồi các bạn nhé. Đó. Tay vẫn đủ 65. Hoặc là bây giờ làm các bạn làm xong các bạn mới lấy dài tay cũng được. Đủ 65 các bạn nhé. Đó. Phần này thì các bạn chia làm hai phần giúp mình. Tay trước cũng vậy. Tuy nhiên tay trước thì nó không có số nhiều thì bạn để cho mình khoảng 5 ly tới 7 ly là được. Đó. Các bạn đã có cái tay nách trước và nách sau. Còn về cửa tay này, các bạn đo thì tốt, không đo thì các bạn lấy vai chia cho 4 cộng với 0,5 giúp mình. Vai chúng ta là 37 chia cho 4. 37 chia 4 bao nhiêu này? 37 chia 2 bằng 18, 5 chia 2 bằng 9.25 cộng 0,5 bằng 9,7. Cộng với 0,5 bằng sấp xỉ 10 các bạn nhé. Sấp xỉ 10. Ở đây mình lấy cho 9,5 cũng được. 9,5 thôi. Tay dài thì cần mặc ôm. 9,5 thì bạn nối từ cái đường cửa tay này lên tới nách. Mà chiêu này ra sơ mi bạn giảm 5 ly 7 ly, áo dài bạn giảm cho mình 1 xăng cho nó ôm các bạn nhé. Đánh cong nhẹ cho mình một tí. Đó, bên này bạn không cần vẽ, bạn gập bên này đối xứng qua bên này cho mình thì nó sẽ chính xác hơn, bạn sẽ không phải chỉnh sửa nữa nhé. Tới đây thì bạn có thể gặp một cái đường này lại. Bạn cắt bên này là được cả hai bên luôn các bạn nhé. Sẽ không phải vẽ mà cũng không phải chỉnh. Trước và tay sau các bạn nhé. Tay trước và tay sau. Tay sau các bạn đầy hơn các bạn nhé. Đó. Tay trước sâu hơn. Đây là tay của bạn. Còn bạn muốn làm tay ngắn hay tay lỡ, tay lửng thì bạn cắt ngắn lên thôi nhé. Đường may của cái này xung quanh các bạn cộng cho mình một phần hết. Cổ cũng 0,7 thôi. 1, 1. Cửa tay này các bạn cộng 2 cho mình. Đó. Và bây giờ các bạn kiểm tra xem tay của mình đã khớp chưa. Đó, vòng cổ nó tròn chưa? Đầu tiên là nách trước này, mình đo với nách trước này. Đó, khi các bạn ướm hai cái tay các nách vào nó phải khớp nhau các bạn nhé. Đó. Còn nách trước đây không? Nách trước, ok. À, nách trước mình dập lại, nó bị dư mấy ly bên này. Cắt cho nó chính xác một tí. Phần này có thể giảm, nó bị dư một tẹo. Cái này đó nó phải khớp các bạn nhé, nó phải khớp này. Còn nách sau thì sao, mình kiểm luôn ở nách sau đó các bạn thấy không này, đặt vào hai cong đường cong nó ôm nhau này, đó vừa khớp nhau các bạn nhé. Rồi đây là thân trước này, đây là tay này, và đây là thân sau này. Đó, cái cổ của bạn khi ướm vào nó phải đủ tròn các bạn nhé. Đó, giữ phụ đó. Các bạn thấy này, cổ của bạn là tròn nhé. Đó, đây là cổ có lá cổ. Còn nếu bạn nào mà thích cắt cổ tròn thì sao, các bạn cắt rộng ra, khoét đều ra, ra phần rưỡi hai phần thì tùy các bạn nhé. Các bạn ướm này vào, các bạn khoét nó sẽ đều hơn. Đây là trường hợp các bạn muốn cắt cổ rộng ra, cổ tròn hay cổ thuyền tùy các bạn. Đó, cắt rộng ra, đơn giản vậy thôi. Các bạn ướm đây các bạn vẽ nó sẽ tròn hơn nhé. Còn đây là cái áo này là may cái cổ. Cổ này bình thường các bạn nhé. Mấy cái cổ này. Ok chưa nào. Tay thì bạn thích cắt tay ngắn, tay dài, tay lớn thì do các bạn. Đây là tay cơ bản rồi.
Ok. Còn nãy mình nói rồi, các bạn nào mà muốn làm cái áo dài ly vuông ấy thì gộp cái ly này vào ly này các bạn nhé. Tấm ly này gộp vào đây. Đó. Còn nếu các bạn nào mà không ấy thì mình sẽ chia sẻ vào cái video sau cho các bạn. Ok, chúc các bạn thành công nhé.